Sô Tô Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Đại Bàng, chất liệu gỗ chắc đỏ đen, gỗ siêu VIP các bác nhé, và là hàng đục rất đẹp và sắc nét ạ. Tác phẩm này có mã là 535, có kích thước cao 42, ngang 55 và sâu 29. Một tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét, hàng liền khối 100% các bác nha. Tác phẩm này có kèm cả kỷ nên khi các bác mua về có thể trưng bày trực tiếp tại gian nhà mình ạ. Hình tượng Đại Bàng được sử dụng nhiều trong các cơ quan hành chính, các đơn vị quân đội bởi vì những nơi này cần đến sự ý chí và tinh quyết đoán cao ạ. Đại Bàng được thể hiện trên tất cả các bộ phận của loài chim oai dũng này các bác nha. Một tác phẩm mà để phong thủy rất là tốt. Đại Bàng tung cánh tượng trưng cho sự mạnh mẽ, lòng can đảm và sự vươn lên và tầm nhìn xa trông rộng. Tác phẩm này cao 42, ngang 55 và sâu 29, có giá bán bên em là 4.300.000 các bác nhé. Các bác quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn nha. Xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em nha. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.